Hai lão tiền bối, hai lão tiền bối. Một ông ở Minnesota hả? Minnesota với một ông ở Đan Mạch. Một ông Đan Mạch, ông Minnesota gặp nhau tại Thanh Đa. Một sự việc nó rất là ấm cúng đúng không? Cũng là ấm cúng. Không ai ngờ. Đâu có gì đây đủ. Khi chúng ta ước vọng một cái gì đó, ta hy vọng bởi vì ta phải cần điện lực thôi. Chẳng qua vì cho là ta không có đủ kiên trì, nó hẳn là như vậy. Ê, cái điều này đúng sự thật ta với mày đó. Phải không? Có nghĩa là chúng ta ao ước gặp nhau mà. Thì chúng ta tạo mọi cơ hội đi gặp nhau được. Là chúng ta ngày hôm nay gặp nhau được rồi. Là tốt rồi. Chỉ có cái điều người ta không muốn gặp nhau thôi. Đã gặp nhau là thế nào cũng gặp nhau được. Đương nhiên là vậy. Ở đây ta với mày hai thế cực. Mày ở Đan Mạch, tao ở, mày ở châu Âu, tao ở Mỹ. Rõ ràng hai cái khác xa nhau lắm. Nhưng mà hai đứa đều thề hẹn nhau. Tôi sẽ gặp anh điều đó. Tao sẽ gặp mày. Đương nhiên hai đứa đều hẹn định. Cái chuyện gì đơn giản thôi. Nhưng đơn giản hơn chỗ này có nghĩa là khi chúng ta hy vọng, chúng ta muốn cái điều chúng ta gặp nhau là chúng ta sẽ gặp nhau. Thế thôi. Cái cuộc đời của mình cũng vậy thôi. Nhưng mà ở bên đó đó, theo như tụi con biết là chú Bắc thì bên Đan Mạch đúng không? Còn bố Cầm ở Mỹ. Mặc dù hai người đã biết nhau trên không gian mạng, nhưng mà hai người có gặp nhau trực tiếp ở Đan Mạch hay gặp trực tiếp nhau ở Mỹ bao giờ chưa? Chưa giờ. Luôn. Vậy mà tại sao là trùng hợp là hai người lại gặp nhau tại Việt Nam, tại đây Tại vì vậy đó, nó đúng ra nó thì hôm nay thì Hương à. Còn là anh Vòng đẹp. Có nhiều khi ông về rồi ông đi thì anh về, hoặc là anh đi thì ông về, nó cũng thời gian, tại vì kể cả Mỹ hay Việt Nam hay Đan Mạch cái thời gian cũng khác, và cái công việc của mỗi người và cái sự nghỉ ngơi của mỗi người nó cũng khác, nên khó, rất là khó. Ngoài trừ cái khúc mà ví dụ như ai mà về Tết, như người ta được xuất xếp là về Tết, Tết mà Việt Nam được thì về thì nó mới gọi là ok, còn nếu không thì khó lắm. Nhưng mà nhưng mà cái giây phút này nè, giây phút hai người đang ngồi vậy nè, thì chú Cầm và anh Bắc cảm nhận và cảm giác như thế nào? Bây giờ đó thì thực ra mà nếu mà nói về anh như vậy không cảm giác thì anh chỉ cảm thấy nó sướng thôi. Tao thoải mái, tao không thấy sướng. Là mỗi người chưa quýnh được. Chưa hoàn thành tâm nguyện đúng không? Chưa thành tâm nguyện bởi tập này mà. Tại vì vậy nè, cái thứ nhất mà khi mà mỗi người con ở ngoài. Xin chào mọi người. Với ta ở nước ngoài đó, khi người ta về, thứ nhất về Việt Nam làm gì? Thăm gia đình, bố mẹ, anh em, bà con, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là người ta về, người ta hưởng thụ được cái không khí của quê hương, của đất nước, của bạn bè, hoặc là anh em, hoặc là những cái món ăn, hoặc là những cái gì đó nó còn một chút xíu gì quê hương và cái đất nước ở trong lòng của mỗi người. Cái thứ ba là ví dụ như người ta sẽ gặp được những người bạn ở các nước trên thế giới mà khi người ta quen biết nhau mà người ta hội tụ và hẹn gặp nhau được ở cái quê hương này, đó là một cái niềm vui và nó là rất là cái duyên đúng không ạ? Đúng là rất là hạnh phúc, thực tế nó là như vậy. Tại vì đương nhiên mỗi con người sống ngoài cách tình gia đình, quê hương, đất nước và còn tình bạn bè nữa, là những người mà bạn mà chi đao ví dụ vậy. Tại sao thì nói chung thì ai cũng là có niềm vui, nhưng mà đương nhiên trong niềm vui đó thì nó cảm thấy rất thoải mái, rất là nhẹ nhàng, rất là ấm cúng. Đó đấy là theo ý kiến cá nhân của anh. Thì thế này, nói chung là thì buổi sáng hôm nay theo như con biết thì anh Bắc và chú Cầm có làm một cái vòng gọi là tham quan thành phố Sài Gòn đúng không? Hai người đã đưa nhau đi thăm thú của thành phố. Thì không hiểu như thế nào đó thì có một kênh YouTube, họ đưa cái clip đó lên kênh YouTube. Thì trong đó thì khi vào xem thì nó được xem tới hiện tại thì nó được khoảng chừng 7.000, nhưng mà cái điều tích cực á ở cái nội dung clip đó thì lại thấy là những người khách người vào xem á, họ để lại những cái comment nó rất là tích cực. Và đa phần, tức là hầu hết những cái comment đó là gửi lời chúc mừng, chào chú Cầm, chào anh Bắc, tức là chào nó chính xác hơn là họ chào hai người con Việt Nam xa xứ, lâu năm là khi đã quay về với nhau và có việc gặp nhau tại Thanh Đa và có một chuyến gọi là du ngoạn ngắn, cực ngắn thôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì
Em cũng biết là chắc giữa chú Cầm và anh Bắc thì chắc cũng không có biết cái việc đó, bởi vì đó là trên cái kênh YouTube. Thì nhân tiện như thế này thì khi chúng ta đã biết rồi thì không biết chú Cầm và anh Bắc có muốn gửi đôi lời đến tất cả những người đã xem qua cái clip đó, và tất cả những người bạn bè, cô chú anh chị, bạn bè gần xa đã gửi những lời chào nó rất là thân thiện và nó rất quý mến, thì không biết giữa chú Cầm và anh Bắc có nhắn nhủ hay là có đôi lời gì đến tất cả quý vị khán giả không ạ? Xin mời chú Cầm. Ok, bây giờ vậy. Anh thì ít có liên lạc. Anh thì cũng hơi ngạc nhiên, tại vì ông Cầm thì ông ấy quay rồi like hay gì đó, ông đưa lên. Hồi chiều thì anh cũng nghe nói, hồi đấy cũng nghe nói thì anh cũng rất là hơi ngạc nhiên. Anh ngạc nhiên ở cái chỗ thế này. Thứ nhất là mình không phải là một cái người mà hay xuất hiện trước công chúng, mà làm cho mọi người phải hiểu và biết mình là ai. Thế rồi ví dụ hôm nay biết được thì anh phải nói thật, anh rất là ngạc nhiên và rất là xúc động. Thì trước tiên anh cũng mượn cái của em để anh chỉ xin nói một điều thôi, một điều có nghĩa là anh xin cảm ơn tất cả mọi người, từ những người bạn, những người anh em, những người lớn tuổi, cô chú bác, hoặc là những đứa trẻ con cháu mà đã dành cho tụi anh một cái tình cảm phải nói là vô giá. Thứ nhất là cái tình cảm người ta dành riêng cho mình từ cái cá nhân, cái thứ hai là cái tình cảm của những người, nói thẳng là những người đồng bào đã có những lời chúc tốt đẹp, cái mà welcome cho đến quê hương đất nước của mình, thì phải nói với anh. Nếu mà nói ra thì nói thì muốn nói nhiều lắm, nhưng mà thực ra không biết nói gì hơn. Cho nên anh cũng xin nói chung là không có thể nào mà cảm ơn từng người được, thì cũng xin mượn cái này để xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình thương cho những người như chúng tôi đã trở về quê hương đất nước với mình, như là du lịch hoặc là thăm gia đình hoặc thăm mọi người, thì không có điều kiện và cũng không có cái cơ hội để cảm ơn mọi người, hoặc là đến từ đơn chỗ cũng là cái này là một cái tình cảm phải nói là rất là tuyệt vời, Đúng rồi. không có cái gì để nói, thì cũng xin rất là cảm ơn mọi người. Ok, đó là sự chia sẻ của bác, và xin mời tiếp theo là sự chia sẻ của chú Cầm. Tiếp lời bác thì bố thì coi như bố nuôi của Quang, bố nuôi tất cả những người con thân yêu của bố từ xưa giờ đồng hành trên cái dãy cái chiều dài mà bố đã lên trên mạng, bố phản biện những người bị sai trái thôi, cái chuyện mình cũng bỏ qua đi. Thì có một cái like bố nói rằng bố rất là tiếc là ở chỗ là không về được mùa đầu năm, tức là mùa xuân hoặc là mùa Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Nhưng mà theo tâm điểm của quan trọng quan điểm của mình thì ngày nào ta về được Việt Nam là ngày đó là Tết, có nghĩa là như vậy. Khi chúng ta đặt chân vào mảnh đất của Việt Nam mình đặt hình chữ S rất là yêu thương, là ngày đó là vui rồi, ngày đó đối với ta là Tết rồi. Cái điều đó ta nói rất là nhiều lần trên cái live rồi, bởi vì ta rất vui, đi đâu ta cũng hớn hở làm người. Hôm nay được hân hạnh mà ngồi chung với thằng Bắc đây, mặc dù anh em gặp nhau trên không gian mạng rất là lâu, nhưng mà hôm nay ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau tay bắt mặt mừng, hai đứa nhìn nhau mà trào máu hồng miếng ra, mà giết mày mày giết tao, hai đứa đèo nhau đi trên một chiếc xe rất là lên kỳ không nó rượu nè, lần sau tao cảnh cáo mày nha, mày đi mà rồi là liệu hổng xúc động. Tại tao sợ nó cắn mày đó, bởi vì nó nắm mà không nắm đâu, nắm ở gần cổ nó rỡ có gì tao lôi nó xuống luôn, bởi vậy rồi nó vui thôi. Hôm nay đi dạo Sài Gòn bằng chiếc Harley Davidson của nó, tao ngồi sau giống như kiểu như mà nhái mà đeo cục đình gì đó, nhưng mà rất là vui, cười te tét nè, bởi vì không có nó tao cũng cười thôi, bởi vì tao rất là lâu rồi. Khi đặt chân về mảnh đất quê hương của tao là tao vui rồi, ngày đó là Tết. Thành ra đã vậy có ý nghĩa nhiều hơn khi gặp em mà đã cùng gắn bó với mình ở nước Đan Mạch châu Âu về. Tuyệt vời, không có gì phải nói nữa.
và hiện giờ ngồi nói chuyện với các con này cũng đang ngồi ở nhà của anh Bắc để ở Thanh Đa. Như vậy thì thưa bố Cầm, thì ở trên cái con có trên cái kênh YouTube á, thì ngoài những cái lời chúc mừng, lời chào rất là thân thiện và rất là nồng nhiệt, thì đâu đó cũng có những cái câu comment rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Thì họ comment như thế này, họ bảo rằng là không biết là chú Cầm ngồi cái xe đó đó thì có mang bỉm hay không, tức là có mang tả không á, bởi vì sợ đó thì không, dữ vậy trời. Không đó, tức là có những cái câu comment như vậy thì không biết có hay không đó thì giờ con không có nữ tệ dữ gì đâu, thầy hước thôi. Dạ thầy hước thôi, có nghĩa là gì, xe đó thì khó ngồi. Dạ thì cái đuôi em, cái ghế sẽ kỳ như vậy, cái ghế sẽ nó chùi lên phía sau tột tột đúng không trước. Cái ghế thật ra mình sẽ nó chùi sao à, hỏi nó thì nói ê cái xe này chở gái đâu mà lý do này ta sợ tụt lùi sao, tại nên thấy chồng mới rứt bà chồng mới rứt phải ôm cứng, chứ ôm cứ được ta nghĩ lợi dụng à, ý là vậy thôi, bỏ qua chuyện đó. Rồi nói thiệt, hỏi mày chở như nó chưa giờ chứ ai chở không, chở mình tao đầu tiên mà là ghê chứ. Thì bố Cầm á, thì bố Cầm không biết có được gửi đôi lời gì đến tất cả các khán thính giả và tất cả những người mà họ những gửi những cái lời chúc mừng, lời chào rất là thân thiện ở trên cái không gian mạng. Rồi, không thì nhân okay. Tiện đây bố có gửi lời thì gì không? Xin gửi tất cả mọi người mà fan của Thân Quang thì đã từng lên rất là nhiều cái live của Thân Quang, thì xin gửi lời rất là thân thương đối với những người, xin cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ bố Cầm, thì sau này thì có bác nữa để thì vì đó thì ủng hộ hai ông già trên kênh YouTube đó nha, khán giả trên kênh YouTube đâu biết ai là ai đâu, thì mình gửi lời bố có gửi đời lại không, có nói và nhắn nhủ để mọi người không, tất cả mọi người trên những người mà comment trên kênh YouTube mọi những cái lời mà chúc tụng và mình phải nói về những cái lời chào một cái tích cực á. Tại cái thì sẵn đây tao cũng hay có cái chị xói dữ này đánh tao nó kỳ cục cái này, có nghĩa là mình nói lề xuyên qua lề một chút, thì nếu mà ai những người Việt kiều yêu nước và những người mà mang danh tiếng yêu nước làm đi đừng nói, còn nếu không làm được gì thì cảnh thời giống như ông già em già như tao với Bắc đi, cứ vui chơi đi rồi sẽ ung dung sống đi. Ở Việt Nam chúng ta mình phải nói một cái điều là nó tự do đến mức độ mình không tưởng luôn. Tao nghe nó hù riết, tao nói ù má mày chạy xe này hồi nó sáng nó bắt sao mà tao chạy cả buổi sáng chẳng có ông ma nào hỏi thăm mày, đồ má buồn cười. Thành ra mà hồi tao mới tao nói mày nghe này nè, đánh tao thì thường thường không có ăn nói được quan dương lắm, cọc cằn cũng hơi thô lỗ, nhưng mà tâm sự là nói sao y chang vậy. Đất nước Việt Nam chúng ta hiện giờ đang phát triển và hầu như là đang mở cửa, mà mình phải nói là cái gì là mình về, tao về Việt Nam, tao đi qua Mỹ mới 4 tháng tao quay trở lại, tao cảm thấy rất lạ khác luôn vậy. Đúng chứ, tao không phải nếu mà 3-40 năm thì không nói làm gì, tao mới đi có mấy tháng tao trở về đây thấy nó cũng lạ lắm, tao cũng lạc đường luôn. Có nghĩa là nó thay đổi từ ngày từ giờ chứ nó không phải mà 1-2 năm mà về không ấy, nó rẻ lắm. Tao thấy tao hỏi thằng em này đường tao mới đi mấy tháng trước nghe nào nó đổi đường ra thôi rồi cái gì nó được, thì muốn nói là Việt Nam chúng ta đang thay đổi từ ngày từ giờ. Cho nên vì nó không phải vì cái chỗ mà chúng ta không phải nói là giữa đứa mà coi như là nó xạo xạo nói là Việt Nam mình là không phát triển gì cả, thôi tao không muốn nhắc gì đó, đánh tao thì không muốn gì đó, bởi vì tao trực diện với người đó tao không ưa, bởi vì đó tao không thích. Thì chẳng cái gì ra lại cái hôm nay thì bố thì cũng không đại diện cho ai cả, chỉ nói hai cá nhân thôi, tao và Bắc tôi là cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ. Cảm ơn tất cả những người nào mà có cảm tình đối với tao, đối với thằng Bắc, hoặc là đối với những cái kênh mà có tên tao, tên hình ảnh tao. Thì không biết nói gì hơn, nói con mẹ gì vui thấy mẹ nói gì nữa, tao thì tao ngồi tao ớ lử rồi tao đi đâu cũng vui, chứ tao đi đâu cũng cười te tét. Sáng ăn tô phở, trưa ăn cơm, con về ăn cơm, buổi buổi ăn cơm buổi đủ.
bữa nay ăn cơm nhà cơm nhà. Nhưng mà thí người ta thì mày đi mà được á, cơm là canh bí cá kèo con tiêu rồi nữa rau cần nước sầu tỏi rồi nếu mà ở nhà nhà ở ngoài đường thì sao canh chua các khai bộ tép rang vào cà má bún cơm đơn giản không không cầu kỳ không có thể đem trong chả phượng gì cả mua dạ. Cái sạc nướng mà xé ra xong trộn cái xoài đó ba cái vậy luôn. Dạ thì thông qua cái review ngắn này thì cái mục đích chính là để cho chú Cầm và anh Bắc gửi những lời cảm ơn đến tất cả những người đã quan tâm từ trên Facebook, trên YouTube, nói chung là tất cả những ai mà có xem qua những cái nội dung của có liên quan có hình ảnh của chú Cầm và anh Bắc á. Thì nhân tiện đây thì chú Cầm và anh Bắc cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đúng không ạ, và gửi lời chào và thân thương nhất. Thì trước khi xuống cái review này thì con xin có một cái câu hỏi thôi. Thì qua câu chuyện mà chú Cầm với anh Bắc mà dạo một vòng phố Sài Gòn á, hay thành phố Hồ Chí Minh á, thì nếu trong tương lai giữa chú Cầm và anh Bắc mà khi mà mọi việc mình sắp xếp ở Đan Mạch, ở Mỹ nó mình cảm thấy là nó ổn thỏa hết rồi đó, thì giữa chú và anh có dự định là nếu mà một vài Việt Nam định cư luôn thì chú và anh có về hay không? Dứt khoát, cái này là dứt khoát. Đây là hai thằng tao á, dứt khoát nói một cách khác hay nữa, nói như vậy chân tình gì nữa. Tụi tao có cơ sở. Dạ. Không dứt khoát về. Không á, để điều đó. Đứa nào cũng có tậu được căn nhà ở Việt Nam rồi. Yeah. Và cái này đã tao đi hiện trường mấy chục năm rồi, không cần phải bữa nay mới nói. Yeah. Cũng vậy, hiểu chưa? Yeah. Nghĩa là cái điều đó là tiên quyết rồi, không cần là phải bàn cãi. Cái vậy. Ai cũng phải có nguồn cội đúng không? Đúng rồi. Thế thôi. Cái câu hỏi đó hỏi ai chứ còn hỏi tao với Bắc thì chuyện xa xưa. Đang ngồi đây, đang ngồi tại nhà của thằng Bắc. Dạ. Yeah. Tại vì trên thực tế đó, thì khi mình về có rất nhiều bạn cũ từ xa, rồi những người anh em đồng chí cũng đã từng cầm súng với nhau ở các mặt trận chiến trường thì cũng đã nghe tin người ta cũng đến thăm. Đó là một cái tình trạng không thể nào ở đâu có được ngoài cái đất nước Việt Nam này. Dạ. Ta trả lời tiếp này nè, có đôi lúc á có nhiều đứa ta lên tao làm tao nói thì chúng nó nói rằng mày nói vậy mày ngon mày về đi nè mày ở luôn đi. Không, thì ta trả lời nè, khỏi đuổi mày, khỏi đuổi em. Tao đi về em mà quên mày là ai mà đuổi tao vậy. Cái điều này là vô lý á. Còn cái chuyện tao đi đi không quyền của ta, nhưng mà cái điều đó mày khỏi đuổi tao, về chuẩn bị đầu khỏi lo mà. Dạ chào anh Chính Cao. Và ok thì một lần nữa thì cũng cảm ơn chú Cầm và anh Bắc đã dành chút thời gian chỉ có đôi lời chia sẻ đến mọi người. Thì trước khi xuống buổi live đó thì mọi người cũng thắc mắc là chiếc xe mà anh Bắc chở chú Cầm đi nó ghê gớm cỡ nào mà sao không phải mặc tả. Thì không biết có phiền anh Bắc có thể là cho mọi người xem qua cái xe đó được không ạ? Dạ. Đây. Thì thơ Quang sẽ xuống quay cho mọi người xem nha, là ông Cầm ông ngồi cái xe nó như thế nào. Ngồi ra sao mà không phải mang cái tả vô. Khi anh Bắc chở ông đi dạo vòng vòng ngạc nhiên chưa đó. Đây là hiện vật nha, hiện vật mà buổi sáng ngày hôm nay đó, buổi sáng ngày hôm nay khi mà anh Bắc đã cho chở anh Cầm Nguyễn, chú Cầm Nguyễn ngồi lên thì đó, tại sao mà không phải mặc tả, bởi vì chiếc xe này á nó là phân khối lớn cho mọi người. Xe này nó 1900 phân khối, ghê không, 1900 phân khối. Thì đây với thiết kế như thế này thì đó. Ở chú Cầm lên ngồi thử, chú Cầm ông ngồi chống chân được không? Không được, em tới nghe nè. Ủa, anh tới nghe nè, cái xe này nó không có giá trị gì cả. À, chỉ có giá trị khi ta ngồi lên. À, có nghĩa là hai lúa ngồi lên thì nó mới giá trị, đúng không? Dạ. Có người hỏi xe này là Yamaha hả? Thì để con quay cái hiệu, quay cái hiệu cho người ta xem cái hiệu gì. Harley Davidson. Tôi đẹp trẻ luôn à.
Đó, đây nè, coi nè. Anh cầm một chừng nó báo động, chìa khóa để kia. Không, ghê không? Ghê không? Đó. Đó, dữ dằn chưa? Đó, tướng không ngồi được không mọi người? Ông ngồi được á mà không biết ông chống nổi không đó. Không tới. Chân đưa không tới với càng số với giò đạp thắng vậy. Giá trị cái xe này chẳng qua vì tao bầu lên với giá trị tới thôi đó. Ngồi đọc kể thôi. Hoàng Yến nó nè, hai lúa ngồi lên nó lòi lúa ra kìa. Dạ đúng chưa? Ok mọi người, vậy ha. Thì đó thì tôi quan xin nhắc lại cái like ngắn này là mục đích chính là để cho chú Cầm và anh Bắc có đôi lời gửi đến tất cả mọi người khi có sự quan tâm và gửi những lời chào và những lời chúc nó rất là thân thiện nhất đến với anh Bắc và chú Cầm đó. Hoặc ra đó thì thơ quan cũng là muốn làm cái review ngắn này thôi để giữ lại cái tấm chân tình của giữa chú Cầm và anh Bắc để sau này mọi người có thể thấy được cái tình cảm của người dân Việt Nam ra sao, đúng không mọi người? À, vậy ha mọi người ha. Thơ quan xin phép xuống cái like tại đây. Xin chào tạm biệt mọi người, xin hẹn gặp lại ạ. Bye bye.